Chào quý thầy cô. Ở video clip trước tôi cũng đã có giới thiệu với quý thầy cô cách biên soạn một cái đề thi tự luận. Cái video đó nói khá chi tiết. Tuy nhiên để chúng ta biên soạn một cái đề thi tự luận mà nó không có bị va vấp hoặc phải lỗi và chúng ta có những cái chia nhóm, cũng như tôi muốn làm cái demo là chúng ta gửi bài thử như thế nào. Đồng thời cũng nhằm mà để hướng dẫn cho các quý thầy cô nào chưa có giảng dạy trên MS, chúng ta có một cái cách làm mà nó đơn giản ngắn gọn mà nó lại đảm bảo là không có những cái sai sót trong cái việc ra đề thi. Thì tôi có làm video clip này để có cái sự tổng kết lại, tạm gọi là cái review về biên soạn đề thi tự luận phần 2. Thì đầu tiên là quý thầy cô phải có một cái tài khoản MS đã được cung cấp và có được phân lớp mình khi mà mở lên truy cập vào. Cái việc truy cập như thế nào thì quý thầy cô xem lại cái hướng dẫn của cái trang truyền thông của nhà trường. Thì sau khi truy cập vào thì chúng ta sẽ có cái tài khoản có lớp học, thì chúng ta lướt vào cái lớp học mà chúng ta muốn tạo cái đề thi đó. Và ở cái lớp học này thì do là tôi đã dạy rồi nên nó có đầy đủ những cái thành phần thông tin, bài giảng vân vân. Tuy nhiên nếu mà quý thầy cô chưa có làm có gì nhiều, nó chỉ có cái phần là thêm tài nguyên ở chỗ này thì nó sẽ có xuất hiện một cái dấu thêm tài nguyên, hoạt động tài nguyên. Rồi quý thầy cô sẽ đầu tiên là nên tạo nhóm để chúng ta phân chia những cái bạn nào sẽ làm tiểu luận, làm cái đề thi cuối kỳ này. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ lướt vào cái phần cái dấu răng cưa ở trên bên tay phải này và chúng ta bấm nút thêm rồi, và chúng ta lướt vào trong cái phần là thành viên, chúng ta bấm vào cái nút nhóm. Ở đây tôi có tạo một số cái nhóm để làm tiểu luận rồi, thì bây giờ tôi muốn tạo thêm những cái nhóm trên cái người dùng của tôi. Thì nếu có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất là quý thầy cô chỉ cho ra một đề thi thôi, một đề thi duy nhất, thì quý thầy cô lít vô tạo nhóm, tạo một cái nhóm tên là đề thi và đưa những người được phép thi vào trong cái nhóm đó. Còn đây là đặt trường hợp là có những quý thầy cô muốn ra 5 đề thi, 3 đề thi gì đó, và chia phân chia người dùng, người người được sinh viên được phép thi một cách ngẫu nhiên, thì chúng ta sẽ tạo nhóm tự động. Rồi, nhóm tự động thì nó có hai hình thức, đó là nhóm mà đánh số là A B C D hoặc là đánh số là thăng, là 1 2 3 4. Thì đây chúng ta sẽ chọn là nhóm, tạm gọi là nhóm thi đi. Nhóm thi 1 2 3 4 thì chúng ta phải chọn là biến cái dấu A cộng này thành cái dấu thăng. Nếu chúng ta để A cộng thì nó sẽ là nhóm thi A B C D. Còn nếu mà nhóm 1 2 3 4 thì chúng ta là sẽ là để dấu thăng. Rồi, tạo dựa trên là số nhóm ha. Cái này mặc định của nó là số nhóm. Thì ở đây chúng ta cũng mong muốn điều đó, đó là muốn 5 cái đề thi chẳng hạn hoặc 3 đề thi gì đó. Nếu mà 5 đề thi chúng ta đánh số 5 như đây. Và chúng ta không có cho những cái nhóm này thành viên trong nhóm chia sẻ thông tin với nhau, do đó mặc định cũng để số 0. Cái nào mà mặc định thì cứ để như vậy. Rồi, sau đó là chúng ta mới phân bổ thành viên vào trong nhóm. Cái trường hợp mà quý thầy cô cũng chưa biết là nhất là những quý thầy cô mà mới mới làm MS lần đầu thì đừng có chỉnh sửa gì chỗ này. Còn nếu mà quý thầy cô nào đó là làm trên MS, nó có những cái như là ví dụ như tôi chẳng hạn, tôi có là những cái sinh viên nào đó mà nó có cái làm bài tiểu luận, tôi biết là cái sẽ có cái điểm tiểu luận và tôi mới cho phép những sinh viên này là thi thôi. Như vậy thì đó là tôi giới hạn được một số sinh viên không làm tiểu luận, biết chắc chắn là nó sẽ không thi, sẽ bớt được một số sinh viên, tôi khỏi mày mất công phải tìm nó để kích ra. Rồi sau đó là chúng ta sẽ phân bổ thành viên, thì ở đây là mặc định là ngẫu nhiên, cái điều này cũng rất là hay đúng không? Còn nếu chúng ta muốn phân phân nhóm từ A B C D cho từ trên xuống dưới họ và tên chữ cái theo mã số gì tùy chúng ta, nhưng hay nhất là chúng ta để ngẫu nhiên là hay nhất, mặc định.
Rồi sau đó chúng ta lướt vào cái tổ này và chúng ta tạo một cái tổ mới. Giả sử như tôi đặt tên tổ này là thi cuối kỳ. Rồi sau đó là bấm nút gửi. Thì tự động nó sẽ tạo cho chúng ta là 5 cái nhóm thi. 5 cái nhóm thi và phân bổ thành viên, tất cả các thành viên trong cái đã là từng làm bài tiểu luận. Nếu mà quý thầy cô không chọn gì hết thì nó sẽ phân bổ tất cả các thành viên trong lớp vào trong cái 5 cái nhóm này. Dĩ nhiên nó sẽ thiếu một và thành viên rất là quan trọng, đó là nó sẽ không có tên của chúng ta trong đây. Thì bây giờ giả sử tôi muốn kích một thành viên nào đó ra thì tôi bấm vô thêm và xóa người dùng. Chúng ta thấy là hiện lên tất cả những cái thành viên. Chúng ta có thể thêm và xóa. Có những thành viên nha, chúng ta lại nhớ ra là nó không làm bài tiểu luận nhưng mà vẫn được phép thi chẳng hạn, đúng không? Vậy thì đó chúng ta đưa nó vô. Còn có những thành viên nào đó mà chúng ta thấy là trong đây là có làm bài tiểu luận mà không điểm chẳng hạn, chúng ta kích nó ra như vậy. Tôi có thể chọn hết, tôi xóa hết cái thành viên trong cái nhóm thi năm này và tôi thêm một người đặc biệt không có, đó là tôi đi vào trong cái nhóm này. Rồi để cho tôi làm một cái demo, là chỉ có mình tôi là được coi thấy cái đề thi thôi. Rồi sau đó chúng ta bấm quay trở về, tự động nó sẽ lưu, tự động sẽ lưu nha. Thì thấy tay ấy là đó, chúng ta lướt vào từng nhóm thi thì bên này nó sẽ hiện ra học viên nè, đúng không? Rõ ràng là cái nhóm số 5 này có mình tôi thôi. Rồi sau khi chúng ta đã tạo xong nhóm rồi, chúng ta quay về cái lớp học của chúng ta. Chúng ta sẽ chọn cái chế độ gọi là bật. Đây tôi đã vô tình tôi đã bật sẵn rồi. Cái quý cô nếu mà mặc định là nó chưa bật thì quý cô bấm vô bật chế độ chỉnh sửa. Thì khi bật chế độ chỉnh sửa thì chúng ta có thể thêm được hoạt động và tài nguyên. Quý thầy cô sẽ bấm nút thêm vào bất cứ một cái vị trí nào, ví dụ như là ở cuối cùng hoặc là đầu. Thì theo ý kiến chủ quan tôi thì quý thầy cô nên để lên trên đầu thi cuối kỳ để cho mấy em cho nó dễ, mấy em dễ tìm. Bấm cái quý thầy cô bấm vô cái assignment. Thì nó sẽ thêm một cái assignment mới. Chúng ta có thể đặt tên nó là thi cuối kỳ. Rồi sau đó chúng ta có những cái mô tả gì đó, thời gian làm bài gì đó, 20 phút chẳng hạn, đúng không? Có những yêu cầu là nộp file PDF, làm bài trên giấy A4 không kẻ ly. Cái này là theo yêu cầu của nhà trường, theo tôi thông tin thì tôi được biết. Rồi sau đó là chụp chụp ảnh chuyển file một file định dạng PDF duy nhất. Như vậy. Rồi chúng ta có những cái lưu ý cho sinh viên ở đây. Rồi sau đó là chúng ta sẽ add cái đề thi vô chỗ này. Thì đề thi quý thầy cô sẽ là biên soạn trên Word chẳng hạn, sau đó là chuyển vào file PDF và sẽ tạo bằng Word theo như yêu cầu của nhà trường. Theo tôi được thông tin hiện tại là được biết như vậy. Thì chúng ta sẽ đặt cái password, ví dụ chúng ta ra đề thi lúc 8 giờ thì có thể là cho các em thêm 5 phút trước 8 giờ, ví dụ như là 7 giờ 55 chúng ta cho nó tải đề thi về, nhưng mà chỉ mới được tải đề thi thôi. Cái thời gian tải đề thi khoảng 5 phút đi. Tải đề thi xong rồi đúng 8 giờ chúng ta có thể đọc mật khẩu, cho sinh viên gõ mật khẩu và sẽ biết được cái đề. Rồi như vậy thì cái đề thi PDF tạo như thế nào, mật khẩu như thế nào, tôi đã có một cái video clip trước. Quý thầy cô nào chưa biết thì xem cái đường link ở phía trên màn hình hiện ra, hoặc là chúng tôi có để trong cái phần mô tả ở dưới video clip này. Cô có thể lấy cái đường link đó để xem cái cách tạo.
file PDF có mật khẩu. Rồi chúng ta tạo một cái file PDF, chẳng hạn như ở đây thì chúng ta giả dụ có một cái đề thi thì chúng ta có thể nắm kéo, chúng ta bỏ vô đây. Thì đây là một cái đề thi PDF đã có mật khẩu. Rồi sau đó chúng ta sẽ cài đặt thời gian bắt đầu nộp bài. Thì cho phép sinh viên nộp bài nó sẽ mở vào lúc ví dụ như ở đây là 4:04, thì tôi giả sử xét một cái là 4:16 10 đi, giả sử gì đi, 16:10 rồi. Sau đó là nộp bài thì trong vòng là 16 giờ là cùng ngày ha, cùng một ngày đó. Ngày 31 đúng 16 giờ. Thì tùy theo cái thời gian làm bài, ví dụ như làm bài từ 8 một tiếng đồng hồ thì từ 8 giờ cho đến là 9 giờ ví dụ vậy. Thì đây quý nhưng mà đây tôi làm một cái demo thì tôi làm thử thôi. Ví dụ như là từ 16 giờ 10 đến 16 giờ 15. Rồi, sau đó là cái thời gian cut off là cái thời gian mà quý thầy cô đóng cái đề này lại, không cho mở được nữa. Thì ở đây chúng ta để bảo mật thì chúng ta nên bật cái thời gian này, không cho sinh viên nộp bài tiếp tục. Tuy nhiên là chúng ta xét thời gian thì thường là xét bằng đúng cái thời gian mà chúng ta hạn chót này, hoặc là có thể cho thêm khoảng 10 phút chẳng hạn, 50 phút gì đó. Thì theo ý kiến chủ quan của tôi thì thôi cho thêm khoảng 50 phút gì đó. Đó, để cho sinh viên lỡ như là có những cái sự cố gì đó, mấy em vẫn là bài, và cái thời gian là bài đó là trễ 1 phút 2 phút, thì chúng ta tùy theo tình hình chúng ta sẽ xem xét cái lý do mà các em trễ nó như thế nào, và chúng ta quyết định là cái bài thi đó có được chấp nhận hay không. Chứ lỡ như mà mấy em trễ vì lý do mạng nó bị kẹt gì đó, mấy em phản hồi chúng ta thì nó lúc đó là nó đã muộn rồi, chúng ta lại phải thiết lập lại là rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta cứ xét một cái thời gian trễ 5-10 phút, rồi sau đó sinh viên nộp bài, nó sẽ hiện thị trên hệ thống là sinh viên có nộp bài nhưng mà nộp bài trễ 5 phút 10 phút thì khi đó 5 phút 8 phút gì đó, chứ thật là 10 phút là nó cắt rồi. Thì khi đó là chúng ta sẽ quyết định sau, nó dễ hơn. Nhưng mà chúng ta cũng nên xét cái thời gian đóng cái đề lại. Rồi cái phần lưu ý nhập điểm thì có không được, không có không sao, để chúng ta lưu ý. Tuy nhiên cũng lưu ý với cô là cái nút Always Show Deletion này quý thầy cô nên tắt đi, cái này bắt buộc ha. Cái này lưu ý lần nữa là cái này phải tắt, vì nếu mà chúng ta không tắt thì sinh viên nó sẽ thấy cái đề thi trước khi mà cái đề thi này được mở. Cái này là lưu ý ha, chúng ta phải tắt cái đề cái Show Deletion này đi. Rồi còn trường hợp mà quý thầy cô vẫn để cái show deletion này thì quý thầy cô phải giới hạn cái ngày mà hiển thị cái đề thi, như vậy lại làm thêm một bước nữa rất là rắc rối mất công. Chúng ta cứ nhớ là tắt cái này đi. Rồi sau đó là chúng ta chọn cái hình thức sinh viên nộp bài, thì ở đây là thống nhất là nộp bài qua file. Nhà trường có yêu cầu theo thông tin tôi biết thì đó là file PDF hoặc là file DigiText, và duy nhất một file thôi. Chúng ta chọn một file và chọn là cái file dạng document. Thì ở đây không lít vô chỗ này ha, lít vô chỗ mở rộng nè. Lưu ý là lít vô mở rộng và bấm nút trượt xuống. Rồi chúng ta chọn file PDF hoặc là file DigiText, hoặc tùy theo bộ môn quyết định chúng ta chỉ nộp file PDF không. Thì chúng ta sẽ bấm luôn. Đó. Rồi sau đó là chúng ta những cái mục khác thì quý thầy cô có thể tham khảo thêm video clip trước ha. Ở đây tôi nói rồi, video clip này nhằm mục đích là để nhấn mạnh những cái mô nào chúng ta bắt buộc phải làm, những cái này thì chúng ta không làm, do đó chúng ta không cần đụng vô. Cái phần group submission này thì chúng ta cũng không, notice cũng vậy.
cái phần điểm này thì thông thường điểm của chúng ta là thang 10, và bắt buộc chúng ta phải chỉnh về thang 10. Rồi cái phần thiết lập chung, cái chung này thì chúng ta cũng không được vô, không không có phần phần nhóm. Rồi chúng ta chọn không cho phép truy cập, là ở đây chúng ta sẽ chọn cái group. Thì đây tôi nói rồi, nếu mà chúng ta ra nhiều đề khác nhau, năm cái nhóm chúng ta tạo ra, thì cái đề thi này, giả sử như đề thi này là dành cho cái nhóm thứ nhất, để nhóm thứ năm, ví dụ như vậy, thì tôi sẽ chọn đề thi này là đề thi của cái nhóm thứ năm. Rồi sau đó là những cái mục còn lại thì quý thầy cô cũng không cần phải quan tâm, bấm nút luôn. Rồi như vậy thì ở đây tôi lướt vô với vai trò là giảng viên, tôi lướt vô thì tôi thấy là tôi không được phép truy cập. Không được phép làm bài ha, tại vì không thuộc về cái nhóm nào hết. Nhưng mà nếu mà đối với vai trò sinh viên thì nếu mà vai trò sinh viên thì tôi thử chuyển qua đổi vai trò sinh viên học viên. Đó thì nếu mà tôi là nhóm 5 thì nó sẽ không có báo gì hết, không báo lỗi gì hết, là thi cuối kỳ. Tôi được phép lướt vô. Tuy nhiên là rồi nó vô thì lúc này là do bắt đầu đã làm bài rồi, thành ra là chúng ta sẽ thấy được cái đề thi, thấy được cái đề thi. Còn bây giờ giả sử như tôi xét lại, tôi thử xét lại ha, chuyển về cái vai trò bình thường. Đây là nơi tôi xét cái thời gian, tôi tưởng là kịp để giới thiệu, thì bây giờ tôi sẽ chỉnh sửa lại. Chỉnh sửa lại cái đó. Rồi. Tôi sẽ chỉnh sửa lại ha cái đề thi này, chỉnh sửa lại các cài đặt. Rồi bây giờ đây là 10:14:12, vì tôi tưởng cái thời gian kịp giờ tôi để 10 phút, bây giờ tôi chỉnh lại là 10:15 phút đi, hạn chót đọc bài là 20 phút, cut off là 20-25 phút. Rồi đó, để chúng ta thấy được cái. Rồi bây giờ chúng tôi bấm nút luôn. Thì tôi thấy là khi mà tôi chuyển qua cái vai trò là học viên, thì tôi lướt vô thi cuối kỳ thì tôi thấy cái đề thi này có cái thời gian làm bài là 4:15 phút, mà bây giờ mới là 4:13 phút. Và thời gian hạn chót nộp bài là 4:20 phút. Và chỉ còn tồn tại là 6:52 phút tính tới thời gian nộp bài kết thúc. Thì chúng ta chưa thấy được cái đề thi. Ở đây chúng ta không thấy được cái đề thi. Chúng ta là chưa là đề thi nó được bảo mật, không có thấy được những cái mô tả thông tin đề thi gì. Chủ yếu là chỉ thấy được cái ngày giờ bắt đầu làm bài, bắt đầu sẽ hiển thị cái chi tiết, cũng như là sẽ thấy được là cái thời gian kết thúc làm bài là bao nhiêu vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta đợi một chút xíu.
một thời gian chờ đợi thì chúng ta thấy là 4 giờ 15 phút đã tới, nhưng mà chúng ta chưa có refresh lại cái trang này. Thì chúng ta refresh lại thì chúng ta mới thấy được là cái đề thi nó là hiện ra, đúng không? Và chúng ta sẽ click vô bắt đầu làm bài. Click vô cái đề thi, mở cái đề thi này lên, tải về. Và khi tải cái đề thi này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta gõ đúng password. Nó mới hiện ra cái đề thi, sinh viên mới đọc được cái đề thi này. Sau khi các bạn sinh viên đọc được cái đề thi này làm bài, sau đó là chụp hình làm bài trên giấy của file Word, đúng không? Tại vì chúng ta có những cái yêu cầu rất là rõ ha, thời gian làm bài gì đó, giấy gì đó, đúng không? File định dạng, đúng không? Rồi sau khi nộp bài xong thì sinh viên sẽ đích vô cái thêm nộp bài. Thì ở đây tôi giả sử như là sinh viên nộp bài trễ, và chúng ta đợi qua cái thời gian là 4 giờ 20 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục. Xin lỗi, 4 giờ qua cái hàng chót là 4 đúng rồi, 4 giờ 20 phút thì chúng ta sẽ tiếp tục. Thank you.
Rồi, bây giờ chúng ta thấy là quá cái thời gian rồi. Bây giờ chúng ta thử nộp bài. Thì ở đây em thấy là rõ ràng là yêu cầu là bài thi đó là file PDF. Và chúng ta thử là chúng ta kéo cái một cái bài làm, cái file đọc vô chẳng hạn. Thì nó sẽ báo lỗi là không chấp nhận. Chúng ta phải báo kéo đúng một cái bài làm nha, dạng file PDF. Nếu chúng ta tiếp tục, chúng ta lại kéo thêm một cái bài khác nữa thì nó cũng sẽ báo lỗi là chỉ đối tối đa là một file duy nhất thôi. Rồi, chúng ta bấm nút lưu thì hệ thống sẽ ghi nhận là đã submit, vẫn submit được ha, nhưng mà là trễ 2 phút 3 giây. Và nó đã submit xong. Thì sinh viên đã coi như là về là đã submit xong rồi, không cần phải làm một cái động tác nào nữa. Nó thoát ra đến khi đề thi nó khóa lại. Rồi, đó là toàn bộ cái nội dung của cái phần hướng dẫn thi. Thì nếu mà sau cái quay về cái vai trò bình thường á, thì quý thầy cô có thể đi vào cái phần thi cuối kỳ này và quý thầy cô xem, bấm vô view submit. Tuy nhiên có một cái vấn đề đó là ở đây tôi chỉ có demo được cái việc nộp bài thôi, chứ tôi không có gửi bài lên thực. Nó cũng báo là bạn đã submit cái gì đó ở trên này nè, cái bài thi gì đó. Nhưng mà thực tế thì tôi đã hỏi bên quản trị hệ thống rồi thì nó sẽ không hiện ra cái bài của tôi submit được. Nó không hiện ra. Bây giờ đây nó không hiện ra. Cái vấn đề này là bên quản trị hệ thống cũng đã xác nhận. Tôi không thể làm cái việc tự submit được. Nhưng mà thực tế tôi còn đã làm trên các nhóm khác cho nó là nó không không vấn đề gì. Ví dụ như cái tiểu luận này cũng là một cái dạng đề thi. Và tôi đã cho sinh viên làm. Rồi tôi cho các bạn submit thì thực ra nó vẫn đã có submit, đúng không? Khi submit thì tôi đã chấm điểm các bạn, lướt vô đây chấm điểm, chấm điểm từng bạn, đúng không? Chúng ta phải lướt vô chúng ta chấm điểm, đó. Rồi. Đó là toàn bộ cái nội dung của cái phần này tôi muốn giới thiệu với quý thầy cô. Nếu mà quý thầy cô có vấn đề gì thắc mắc thì có thể bình luận ở dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp qua email phạmhonghiếu@edu.edu.vn. Cảm ơn các quý thầy cô đã theo dõi video clip.